Chương trình ngày mới tiếp tục với những thông tin giá cả về một số mặt hàng nông sản do phóng viên thời sự mới vừa cập nhật. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng 1.000 đồng một ký, dao động từ 77.000 đến 80.000 đồng một ký. Giao dịch trên thị trường Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu điều chỉnh lên mức 80.000 đồng một ký, cao nhất cả nước. Giá lúa hôm nay tiếp tục đi ngang. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 5.700 đồng đến 5.900 đồng một ký, OM 5451 5.500 đồng đến 5.600 đồng một ký, OM 18 5.800 đồng đến 6.000 đồng một ký, OM 380 5.500 đồng đến 5.600 đồng một ký, Nàng Hoa 9 5.900 đồng đến 6.000 đồng một ký. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm tiếp đà ổn định. Hiện gạo thơm Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng một ký, gạo thường 11.000 đến 12.000 đồng một ký, gạo thơm Thái hạt dài 18.000 đến 19.000 đồng một ký, gạo Hương Lài 19.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng một ký, Nàng Hoa 17.500 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký. Theo thông tin từ các đại lý cung ứng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, hiện các công ty sản xuất kinh doanh đã gửi thông báo tăng tiếp giá thức ăn chăn nuôi dành cho heo khoảng 400 đồng một ký từ ngày 1 tháng 5. Trong thông báo gửi đến khách hàng, công ty MMS Fest tăng thêm 300 đồng một ký đến 500 đồng một ký thức ăn chăn nuôi kể từ ngày 1 tháng 5, áp dụng cho khu vực miền Nam. Tương tự, công ty The Host đã tăng 300 đồng một ký đến 400 đồng một ký đối với hầu hết loại cám thực phẩm cho heo. Hàng loạt doanh nghiệp như công ty chăn nuôi CB Việt Nam, công ty Greenfish Việt Nam, công ty CJ Vina Agri cũng thông báo tăng 300 đồng một ký đến 400 đồng một ký cho hầu hết sản phẩm cám thực phẩm kể từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5 này.